Trên mạng xã hội hay tại các chợ dân sinh gần đây xuất hiện loại quả có tên là sâm sữa, hay còn gọi là dưa pepino. Loại quả này có vỏ màu vàng với những đường kẻ sọc màu tím dọc thân, hình tròn căng mọng, to như quả cà chua hoặc bằng quả mận hậu. Khi bóc bỏ vỏ mỏng, phần thịt bên trong màu vàng ươm, đặc ruột. Dân buôn quảng cáo loại quả này khi ăn có vị ngọt thanh mát, nhiều nước, ăn rất dễ chịu, giống như vị của dưa gang và hồng sim. Giá bán của loại quả này dao động từ 40.000 đồng đến 45.000 đồng 1 kg. Đáng chú ý vì mới xuất hiện tại Việt Nam nên quả sâm sữa tạo thành cơn sốt, được mọi người tranh nhau mua ăn. Một số đầu mối bán loại quả này cho biết mỗi ngày họ tiêu thụ hết vài chục cân cho đến cả tạ, thậm chí một số nơi khách muốn ăn còn phải đặt trước từ 1 đến 2 ngày. Tuy nhiên, ngay sau đó, các nhà vườn ở Việt Nam đã lên tiếng về loại quả này. Các nhà vườn tại Đà Lạt trồng loại dưa pepino có hình thuông dài, hơi giống hình bầu dục, chứ không tròn xoe như là dưa pepino Trung Quốc. Loại quả mà nhiều người gọi là sâm sữa, chủ yếu được nhập từ Trung Quốc, chứ không phải là như lời quảng cáo của nhiều người, là xuất xứ từ Việt Nam. Và điều này gây hoang mang cho người tiêu dùng.